Ví dụ như nhắc gái này. Nhắc gái? Đúng rồi, nhắc gái giờ mới để. Thấy con gái gặp sao mà nhắc? Nói chung là mình ngồi nói chuyện với bạn gái, mình không biết bắt đầu từ đâu. Mà nhà em thì có một mình em là con trai. Thành thử ra là nói chung bố mẹ cũng muốn em ổn định để nó để bố mẹ có thể được đi đâu đi đó. Đọc thơ đi. Em nhìn thấy anh đẹp trai quá em quên hết thơ rồi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi em. Mời bạn nữ. Chúng ta sẽ giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào mọi người và chào bạn kế bên. Dạ em là Nguyễn Viết Thiện. Năm nay em 24 tuổi. Em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Công việc hiện tại đang là kỹ thuật viên tại Thế Giới Di Động, thành phố Bà Rịa. Ở tại thành phố Bà Rịa luôn. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và xin chào chị Cát Tường. Cùng bạn nam bên kia, cùng toàn thể các quý vị đang có mặt ở trong trường quay. Em tên là Lan, tên đầy đủ của em là Phạm Thị Tuyết Lan. Em năm nay 21 tuổi thì hiện tại em vẫn là đang đi học của trường Đại học Nguyễn Tất Thành ạ. Ngoài việc học ra thì em còn đang quản lý một shop thời trang cao cấp mặc nhà Queen Key của gia đình ạ. Ồ, là em làm cho gia đình em ha. Quê em ở đâu? Em ở Bình Dương. Bình Dương, bên kia Bà Rịa Vũng Tàu, cũng không có xa lắm ha. Em có ngại đó. Yêu xa không? Dạ không ạ. Quan trọng là hai người hợp với nhau và kiểu như là cùng chung một mục đích đến thì em không quan trọng. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em là một con người dễ hòa đồng, năng động, vui vẻ. Nhiều bạn nhận xét về em là có một giọng nói khá tốt, nên em hay thường ghi âm giọng nói của mình và gửi cho tất cả các bạn trên Facebook. Còn nhược điểm của em thì là do là em hay nói nhiều ấy ạ, nên hay cảm không có cảm ràm, nhưng mà em hay nói khi nào mà bạn đó chán bạn đó đi thôi. Sao bạn trai nghe sao thấy đắm chiều quá vậy? Dạ em đang hồi hộp đây. Hồi hộp hả? Em giới thiệu về khuyết điểm và ưu điểm của mình đi. Thì ưu điểm của em á thì dễ thích nghi, hiền lành, ít nói. Còn nhược điểm thì nhiều lắm. Nhược điểm nhiều, thử kể một vài thứ là ví dụ như nhắc gái này. Nhắc gái? Đúng rồi, nhắc gái giờ mới để. Thấy con gái gặp sao mà nhắc? Nói chung là mình ngồi nói chuyện với bạn gái mình không biết bắt đầu từ đâu, dễ căng thẳng. Ví dụ như bây giờ này. Đó, thoải mái lên, có gì đâu căng thẳng. Em được mấy mối tình rồi? Giờ hiện tại em được 2 mối tình. Hiện tại 2 mối tình? À không không, tức là quá khứ, tức là quá khứ chứ rồi. Quá khứ. Dạ. Chia tay cái mối tình gần nhất là cách đây một năm. Thì hai người thì không có hợp tính cách nhau, tức là em thì cũng có hơi bảo thủ. Bạn đàn ông mà đàn ông thì cũng phải bảo thủ tí chứ. Bởi vì là bảo thủ ở đây tức là lập đường, có chính kiến. Còn bạn nữ thì cũng bảo thủ hơn em nhiều nữa. Thành thử ra là nói chuyện hay cãi nhau. Bảo thủ khác nha, với là gia trưởng khác nha. Dạ đúng rồi, em biết cái đấy biết. Đúng rồi, chứ nếu mà gia trưởng quá thì cũng không được tốt dạ lắm. Dạ không, gia trưởng ở đây á, tức là mình bắt người ta phải làm theo ý của mình. Thì nó khác, còn có lập trường, có chính kiến thì nó khác. Đúng rồi. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Lớn tuổi hơn em và chững chạc hơn em. Kiểu như là em quá trẻ con thì bạn đó có thể chững chạc để dung hòa bớt em lại. Không có gia trưởng chị ạ. Em sợ những người gia trưởng. Đó, này bạn nói rồi đó, nói đâu rồi. Có gia trưởng đâu. Có rồi. Có điểm nào em không thích ở người bạn trai không? Chỉ có gia trưởng thôi, còn cái gì em cũng thích. Cái gì cũng thích hết. Dạ, dễ dãi. Ăn nhậu hút thuốc gái gú gì tùm lum. Không, tất nhiên là gái gú thì chỉ yêu một mình em thôi chứ đừng yêu bất cứ ai khác ạ. Bạn nam ở đây nghe nói hơi căng thẳng á. Bạn hát được không? Không, em hát dở lắm. Bạn gái hát được không? Em muốn dành một bài thơ xíu nữa tặng rồi. Cho anh đọc cho nó đỡ căng thẳng. Bằng bên trai hơi rung á, nhưng mà xíu nữa em nhìn mặt anh đó em mới nói được không ạ? Được, cũng được thôi, để hồi gặp nói. Dạ. Đi, bạn trai muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Chỉ cần bạn gái em có thể được giống như mẹ của em. Mẹ em như thế nào? Nấu ăn này, nấu ăn ngon này. Là một người phụ nữ truyền thống á. Bạn nữ thấy sao? Em biết nấu ăn không? Dạ, em cũng là người Bắc, nên khi mà vào đây thì em cũng được học những công việc nấu ăn của mẹ rồi, nên mọi việc nấu ăn cứ giao cho em. Hay quá. Em nghĩ em có phải là mẫu người của gia đình không? Em hướng ngoại, nhưng mà thực chất là những cái gì mà mẹ truyền em đều hướng nội hết. Nửa này nửa kia. Dạ đúng rồi. Rồi, nhưng mà chị hỏi bạn trai một câu nè. Ví dụ như bây giờ hai người yêu nhau đi, rồi lấy nhau đi, em thích người phụ nữ của gia đình. Nhưng mà rồi vậy như vậy thì em có cho vợ em đi làm duy trì công việc riêng của vợ mình không? Hiện tại giờ em cũng làm ở Thế Giới Di Động, mà công việc cũng khá là ổn rồi.
mà với lại ở nhà cũng có cả kinh doanh nữa. Nếu mà bạn gái muốn thì có thể về làm cùng, còn không nữa thì bạn gái thích làm gì thì cái đấy em tôn trọng. Em kinh doanh cái gì thêm ở nhà vậy? À, hiện tại giờ ở nhà đang có một trang trại, với lại đang kinh doanh nhà nghỉ. Nhà em được mấy anh em? À, dạ nhà hai anh em. Hai anh em thứ mấy? Em đầu tiên. Đầu tiên. Còn em sau có em gái. Em gái. Thôi được rồi, vậy là em gái lấy chồng có em hưởng hết rồi đó. Ủa nó nghe nè, nó nghe nè. Trang trại mà kinh doanh nhà nghỉ là sao? Là bố em á, tức là cũng có tuổi rồi, thành thử ra là kinh doanh thì nói chung là cũng không có kinh doanh đó, nói chung là sở thích của cá nhân á, tức là thích về làm vườn á. À, sao còn trẻ mà tóc bạc không vậy? Hả? Dạ, cái này em thức khuya nhiều lắm chị. Trước khi lên đây này cũng hồi hộp, không ngủ được. Chà, giống trong phim vậy ha, thức trắng một đêm tóc đã bạc. Em có cái điểm nào em không thích ở người bạn gái không? À, hay ghen. Sao kỳ vậy, em thấy yêu người ta mới ghen, mà con gái nào cũng ghen hết á. Ghen đúng vậy thôi nha. Nói chung là mình tôn trọng cái thời gian của nhau. Em chỉ quen một người là em chỉ quen một người. Em không có quen người thứ hai. Tức là hồi trước em có quen hai người á, thì người ta cứ xăm soi em hoài. Kể cả em vào công ty Thế Giới Di Động này, người ta cũng không cho em vào làm luôn. Đi làm không cho đi làm luôn? Dạ không, không cho làm. Tức là làm ở đâu thì làm, nhưng mà không cho làm Thế Giới Di Động. Lý do? Môi trường nữ nhiều. Ôi trời đất. Mấy cô kỹ thuật trong đó đẹp, xinh lắm. Khách nữa. Khách nữa. Trời, thôi được rồi, thôi được rồi. Bây giờ nè, bây giờ tính tới chuyện hôn nhân đi. Thí dụ bây giờ em cũng còn trẻ, cô này thì cô cũng quá trẻ, thì nếu như mà hai người tìm hiểu thì tìm hiểu bao lâu? Thì cái đấy tính... thì cái thời gian thì em cũng không quan trọng lắm, nói chung là hai người hiểu nhau là được. Với lại bây giờ bố mẹ em cũng có tuổi rồi, mà nhà em thì có một mình em là con trai. Thành thử ra là nói chung bố mẹ cũng muốn em ổn định để nó, để bố mẹ có thể được đi đâu đi đó. Có nghĩa là ba mẹ cũng muốn cưới sớm đi có cháu phải không? Gần như thế. Gần vậy. Rồi bây giờ lấy nhau về là về là ở chung nhà luôn làm dâu đúng không? À, cái đấy thì tùy bạn gái thôi. Nói chung là ba mẹ cũng dễ lắm, tức là không có về làm dâu. Nhưng mà phải... có thể ở gần ở, đó. Gần đấy. Ở, ví dụ Bà Rịa Vũng Tàu chẳng hạn, em cũng phải đi đi về về nữa. Rồi hiểu rồi. Ví dụ bây giờ sau này học xong ra rồi mà yêu nhau lấy chồng thì đi về Bà Rịa Vũng Tàu ở được không? Dạ cũng được, bình được, thường phải không? Dạ. Thôi chào em gái. Anh bên này hơi chững chạc đó. Dạ. À, suy nghĩ cũng chín chắn rồi đó. Bây giờ em nghe nói em cảm nhận được chưa? Dạ. Anh thấy như vậy cũng hợp lý lắm em. Nếu về ở chung nhà lại càng tốt nữa đó. Chứ cần vợ ở riêng có điều kiện hết trơn rồi. Dạ. Về kinh doanh phòng trọ được không? Cái vấn đề kinh doanh là cứ để em. Nấu ăn cũng để em, kinh doanh cũng để em. Anh chỉ việc yêu em thôi, cả thế giới cứ để em lo. Dễ thương quá. Nhưng mà vấn đề hôm nay anh không thích ghen đó. Thực chất là em không có ghen. Người ta đã yêu mình thì người ta sẽ vì mình mà làm tất cả thôi. Đúng rồi. Yêu nhau phải tin tưởng nhau đúng không? Rồi. Làm dâu được không? Dạ, em chưa làm dâu bao giờ nhưng mà... Chứ em làm dâu rồi chắc cũng hơi khó. Nhưng em sẽ cố gắng á. Dạ. Nãy anh nói ba mẹ cũng dễ mà. Anh thấy ổn á. Được. Được. Làm dâu bây giờ dễ ẹt có gì đâu. Cô gái bên đây dễ thương lắm nha. Hôm nay mình có đi với người thân không? Nụ cười rất là duyên á. Dạ. Dạ, em có đi với em gái và các bạn của em ạ. Xin chào chị Cát Tường và chú Quyền Linh. Dạ em là em gái của chị Tuyết Lan. Thì chị Tuyết Lan thì chị hơi trẻ con, nhưng mà thực chất là chị rất là biết quan tâm người khác và cũng rất là hiểu chuyện. Vì phần anh này thì em thấy là anh rất là chín chắn, thì em thấy là có thể dung hòa cho cả hai. Thì thấy ngoại hình cũng họ không hợp lắm, nhưng mà với là anh ấy chuẩn đúng tiêu chí của chị em. Thế nên là em thấy là hai người hợp, ok. Hai em gái có duyên không? Em gái có duyên chị cũng vậy đó. Thấy 21 chứ nhìn cũng chững chạc lắm. Làm dâu được đó. Em đi với ai? Dạ, em đi với anh họ với em gái đúng. Rồi. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng khán giả trong đường quay. Em là chung là anh họ của Thiện. Thiện thì gia đình muốn hướng Thiện về cái kinh doanh trong gia đình ấy. Nhưng mà anh ấy có cái tính tự lập, không muốn dựa dẫm vào bố mẹ làm ngoài. Còn về phần bạn gái thì em cũng thấy cũng được. Rồi gặp em gái đi. Vâng. Thấy chị chào dâu tương lai anh sao? Anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thì em thấy chị bên đây đó là cá tính và dễ thương. Em mong là hai người cho nhau một cơ hội thì có thể đi đến được với nhau. Rồi cảm ơn em. Quan trọng vẫn là hai đứa đó. Bây giờ kéo màn lên cho rồi, hai bên gặp mặt. Rồi kéo màn lên. Trời. Em thấy em nhận xét gì về anh? Dạ em thấy anh chững chạc. Không nhìn vậy thôi, nó là nhìn vậy thôi. Nhưng mà anh tính anh trẻ con.
nói chung là không nó nhiều khi là nhìn ngoài, nhưng mà nói chung tính anh trẻ con, nhưng mà em nói chung là anh nói chuyện bạn gái cực kỳ nhiều luôn. Anh cứ thấy người khác giới nhá, là anh không biết bắt đầu từ đâu đó. Dạ. Nó cũng không, nói chung là tự nhiên gọi là nói chuyện tự nhiên nó bị bốc. Anh nhìn nhường em nói trước. Đọc thơ cho anh nghe đi em. Đọc thơ đi. Em nhìn thấy anh đẹp trai quá em quên hết thơ rồi. Hãy để em là người yêu của anh. Em tin rằng chúng mình sẽ hạnh phúc, dù khó khăn, buồn vui hay tủi nhục. Suốt đời này em chỉ yêu mình anh. Trời ơi. Mới gặp nhau mà nghe đứt ruột luôn đó. Em nói lại cái câu mà hồi nãy em nói với anh Huyền Linh á. Mọi thứ để em lo. Nói lại câu đó cho anh nghe đi. Anh chỉ việc yêu em thôi, còn cả thế giới cứ để em lo. Ôi, anh yêu em thôi, đứt đã em lo. Trời ơi, thì không chịu nổi. Thì anh thấy em là người thế nào? Thì anh mới quay lại thì anh thấy em là một cô gái xinh xắn. Anh cũng thích bạn gái mình đâu tính. Mình nhớ tên cô gái không? Kéo rèm ra là em tức là ấn tượng quá, thành thử ra là quên tên. Quên rồi. Anh nói lại được không? Em tên là Lan, tên đầy đủ của em là Phạm Thị Tuyết Lan. Phạm Thị Tuyết Lan, thằng em rất tự tin. Em cũng kiểu như là gồng mình lên thôi chứ thực chất em cũng... Anh cũng gồng lên nhưng mà không có lên. Hay, giới thiệu tên lại đi, không chừng quên luôn rồi đó. Em nhớ rồi. Không. Anh tên Thiện. Đúng rồi. Đấy, thấy chưa? Cái ta là... Em kiểu như là những cái gì về bạn trai em thường nhớ, sâu sắc. Được, được lắm. Em có thích đi biển không? Dạ em thích đi biển và em thích đi phượt nữa. Đi phượt nữa hả? Dạ. Giống anh đó đấy. Nếu mà em mà thích đi biển thì nếu mà có dịp anh có thể mời em về thành phố biển Vũng Tàu. Dạ. Đi dạo biển. Hẹn hò sao ở Bình Dương với Bà Rịa đó. Đó. Cái chuyện mà đi lại thì nếu mà em muốn á, chỉ cần em muốn thôi là anh lại lên. Thì anh có thể sắp xếp được thay đổi ca được với trong công ty. Dạ, thì chỉ cần anh cứ lên thì em sẽ muốn ạ. Được đấy. Sao đấy em trai? Nãy giờ trái tim có rung động gì chưa? Có rung động với anh, nhưng mà không nói em được. Hỏi tiếp đi. Thì để em nói nha. Em nghĩ là trong chương trình này thì cũng có vài phút ngắn ngủi thôi. Chúng ta cũng chưa hiểu nhau nhiều. Thì em nghĩ là sau chương trình này thì mong là em sẽ dành cho chúng ta một cơ hội để chúng ta có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh có đồng ý không? Đồng ý cho em. Lạnh quá à. Dễ thương quá. Còn rất trẻ nhưng mà rất là cá tính, rất là bản lĩnh. Kệ, ráng nuôi cô học thêm năm cuối nữa nha. Rồi về cô sẽ lo cho hết cả thế giới này luôn. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Hãy nắm chặt tay nhau. Để tay trong tay. Nghe nói gì rồi đó. Hãy làm thủ tục đầu tiên đi các bạn. Không đi, không nghe má đàng hoàng đấy. Trời ơi. Nó dễ thương thấy không em gái không? Ôi, thấy ghét dễ sợ luôn. Tôi chịu là gái rồi đó nha. Sớm 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 nha. Dạ. Nào. Dễ thương. Không đâu ở đâu, cái chương trình này biết mình muốn đi lấy vợ. Người ta cũng muốn lấy chồng thì dễ. Tôi chỉ thích thế thôi. Em đã ly hôn 5 năm ạ. Em ly hôn năm 2016. Còn em có một bé gái 32 tuổi ạ. Bé đã có gia đình 7 năm. Ba con sao? Ba con ở nhà đối với con là một người như thế nào? Ba con à? Ba con thì giống trang người mẹ. Cô biết là con rất thương ba đúng không? Tại vì đã mấy lần con kềm cái cảm xúc của con rồi. Xin mời nhà gái.
Trời ơi, dễ thương quá. Mời nhà trai. Xin chào ạ. Rồi, xin mời nhà gái mình giới thiệu về mình chút xíu đi ạ. Dạ, em tên là Trần Thị Thanh Trúc. Em 54 tuổi ạ. Em là giáo viên đã về hưu. Là Trúc sinh năm... Dạ, 1967 ạ. 1967, tức là thua chị 1 tuổi. Vâng ạ, em chào chị. 1966. Dạ. Giờ hiện giờ là Trúc đang ở đâu? Dạ, ở với con em và... Ở quận mấy? Dạ, quận Bình Thạnh ạ. Ở quận Bình Thạnh. Vâng, mình đã về hưu rồi, là bây giờ cái này là mình làm công việc thêm của mình, vâng, đúng không? Ạ. Trời ơi, chào chị nhà gái nha. Dạ, chào anh Quyền Linh ạ. Chắc Linh nhỏ hơn chị, chắc cũng 4-5 tuổi gì đó. Rồi, xin chào anh, giới thiệu về mình ạ. Dạ, chào anh chú Quyền Linh. Dạ. Cô Hồng Vân. Dạ, chào anh. Tàn bạn gái bên kia, tàn thẻ khán giả, tôi là Nguyễn Văn Luyện. Dạ. Năm nay sinh năm 1962, năm nay 59 tuổi. Bây giờ xưng hô cũng khó nha. Thôi xin phép là Quyền Linh gọi là anh cho nó trẻ đó nha anh nha. Dạ. Dạ. Anh là có điểm mạnh, điểm yếu gì ạ? Tôi thì điểm mạnh thì sống hòa đồng, vui vẻ, hay giúp người, công việc nói là làm. Còn điểm yếu thì hay quên. Dạ. Rồi, còn mình, Trúc nói cho anh nghe đi, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, năng động, thích chia sẻ với mọi người. Còn điểm yếu của em là thẳng tính. Dạ. Dạ. Mình... gia đình mình sao vậy chú à? Đúng rồi, thì mình nói sao? Tôi có hai đời vợ. Thì ở một đời vợ trước thì được 1 năm. Dạ. Thì tôi thôi nay là 3 mấy năm rồi. Dạ. Không nói đến vợ sau. Thì ở được 2 mấy năm thì bà ấy mất. À. Là mất ra đây là 8 năm rồi. Ở vậy 8 năm rồi. Mình có mấy người con rồi? Tôi có giờ là 2 người vợ, là 3 người con. 3 người con, giờ con nhỏ nhất là nhiêu? 27 tuổi. Lớn nhất? Lớn nhất là 36 tuổi. Dạ. Bây giờ là anh ở một mình hay anh ở với các con vậy anh? Con thì nó lấy với chồng nó ở riêng một đứa, còn một đứa thì nó lấy, thì tôi ở mình, thằng con trai ở với tôi. Mình ở đâu? Còn ở quận 11. Dạ. Còn cái thằng Út 27 tuổi đi nước ngoài này là 5 năm rồi. À. Rồi, còn về phía mình thì sao hả Trúc? Dạ, em đã ly hôn 5 năm ạ. Em ly hôn năm 2016. Còn em có một bé gái 32 tuổi ạ. Bé đã có gia đình 7 năm. Và bây giờ là Trúc đang sống với lại con gái? Dạ, đang sống với vợ chồng bé. Ở trong hàng xóm không có ai mà có thể mình hợp, mình tìm đến chương trình hả chú? Tôi lại thích cái chương trình, biết sao không? Tìm ngoài cũng có, cơ mà tàn là không đâu vào đâu. Cái chương trình này biết không, mình muốn đi lấy vợ, người ta cũng muốn lấy chồng thì dễ. Tôi chỉ thích thế thôi. Thích thế thôi, ai đăng ký cho chú vậy? Con gái. Con gái đăng ký hả? Để con qua xem nhà gái nha chú ha. Anh đi xe xưng bằng anh cho ảnh trẻ trung chứ sao lại chú. Dạ chào chị. Dạ đó. Chào anh Quyền Linh. Chào chị. Chị Trúc muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào chị Trúc? Dạ anh đó biết chia sẻ, cảm thông, đừng có nhậu nhẹt mà hơi nam tính. Dạ. Ít nam nói. Tính. Mình cũng hy vọng rằng mình sẽ cùng nhau làm bạn tri kỷ trăm năm luôn ha. Vâng, Trúc có sở thích là khiêu vũ. Khiêu vũ hả? Dạ. Anh có khiêu vũ được không? Không. Thì chỉ dạy khiêu vũ. Chờ anh đi nữa mà có quen thật rồi về dạy tôi thì tôi biết khiêu vũ. Đúng rồi. Còn bây giờ thì không biết. Đúng rồi, bây giờ thì anh cứ từ để cho Trúc dạy anh. Giờ hình mẫu của anh muốn bạn tri kỷ trăm năm của mình như thế nào? Tôi thì cứ không có mơ mộng gì cả. Cứ người cứ cao khoảng 1m50 trở lên được rồi. Hả? Bây giờ người coi như là vui vẻ, hai bên gia đình là được rồi. Dạ. Biết gọi là biết trên, biết dưới, biết trong, biết ngoài. Đúng rồi. Em nghĩ là Trúc bên đây chắc là cũng phải 80-90% cái điều mà anh bên đây mong muốn. Vâng ạ. Bây giờ anh đi với ai vậy? Đi với anh chị hai. À, với con trai. Với một cô chị xui với của anh hai. À, có chị xui nữa. Có bạn của con trai luôn. Còn con gái thì nó nhỏ quá, đi không được. Rồi bây giờ thôi anh hai nói trước đi. Hôm nay tôi cũng thay mặt cho thành viên trong gia đình gồm 5 người. Và chú Luyện thì cũng là một người cha rất mẫu mực và rất chung thủy với vợ con. Và cũng lo cho vợ con cũng như rất là tốt. Và đây cũng là con trai của chú Luyện. Đã cũng rất ủng hộ ban chương trình cũng như cô Hồng Vân và chú Huyền Linh sẽ hoạt động tốt hơn. Và tạo cho nhiều những cặp sau này thành vợ chồng đại gia đình hạnh phúc cả nước. Và tôi xin cảm ơn. Cảm ơn chú. Vâng ạ, em cảm ơn ạ. Con trai, anh trai. Con trai, con trai nói. Có thể chia sẻ chút xíu với... Con chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân. Chào cô ạ.
còn không biết nói gì nữa. À, thấy sao? Con thấy cô sao nè? Con thấy cô được, tuyệt vời. Biết thiêu vũ kiểu đó là con khoái lắm. Con mong cô được dẫn ba con đi theo vũ hàng ngày. Cảm ơn con ạ. Ba con sao? Ba con ở nhà đối với con là một người như thế nào? Ba con à? Ba con thì dũng trang người mẹ. Cô biết là con rất thương ba đúng không? Tại vì đã mấy lần con kềm cái cảm xúc của con rồi. Nếu mà ba hạnh phúc là con sẽ hạnh phúc rất nhiều đúng không? Cảm ơn con. Mong điều gì với ba là con có thể nói với ba một điều. Con mong cô với ba được bấm nút ha. Bấm nút chia sẻ hàng ngày với nhau người già. Đúng rồi. Dạ. Đồng hành với nhau ha con. Dạ. Ha. Cảm ơn con. Nhà trai, nhà trai. Bây giờ chị đi với ai vậy? Dạ đi với cô bạn thân là Bích Vân ạ. Rồi, xin mời cô bạn thân. Xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hùng Vân. Em tên là Nguyễn Thị Bích Vân. Cũng sinh năm 1967, bằng tổ chúc. Hai đứa học chung hồi nhỏ. Như bạn bè gặp lại thì chúc kể hoàn cảnh gia đình như vậy đổ vỡ. Thì mình đi tìm chương trình bạn muốn hẹn hò và kết nối với chúc để tìm mảnh vỡ còn lại cho chúc. Tại vì hạnh phúc của bạn mình chính là hạnh phúc của mình. Cho nên hôm nay thấy chương trình đã ghép đôi cho anh Luyện với lại bạn mình xin chúc thì mình rất là vui. Mà mình tin chắc rằng một khi ai đến chương trình bạn muốn hẹn hò là sẽ dính, sẽ không bao giờ mà tan vỡ nữa. Mình rất là ngưỡng mộ chương trình này. Rồi mình cũng đăng ký luôn đó. Mà mình đang chờ. Vậy hả? Mình đăng ký, mình đang chờ đó. Thì mình tin rằng bạn mình hạnh phúc, mình sẽ hạnh phúc thôi. Thì nói tóm lại thì anh Luyện với chị Thanh Trúc rất là xứng đôi vào lửa. Hai người đã mảnh vỡ thì ghép lại sẽ thành nguyên vẹn thôi. Sẽ sống cuộc đời còn lại rất là hạnh phúc, sẽ bù đắp hết. Chúng tôi vẫn đang đi tìm một nửa manh ghép cho chị nha. Chị đáng chờ thời gian nha. Dạ. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai anh chị gặp mặt. Mở rào. Em chào anh. Lần đầu tiên gặp lại anh chẳng nói với ông thì lúc nào ông muốn em xinh đẹp như bông này. Dạ, em cảm ơn anh. Đấy, đưa chị cầm giùm. Đó, anh ơi, anh nhận cái bánh nè. Anh coi cái bánh là anh biết con người nè. Em tặng anh cái bánh kem. Dạ, nó có hình trái tim. Ý em muốn trao cho anh một trái tim đầy tình yêu thương của em. Dạ, cảm ơn. Hay quá. Này em ở Gò Vấp ở đâu? Dạ, em ở quận Bình Thạnh, cư xá Thành Đa. Thì bây giờ là chương trình này thì chẳng hạn như là anh gì như em nhìn ban đầu ấy thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh chất phác, thật thà, anh cũng nam tính như em thích. Vâng, cảm ơn em. Thì anh thấy em cũng đẹp gái, cũng xinh, thì mình cứ cho nhau cơ hội để bấm nút. Anh không biết nói gì đâu, còn khiêu vũ anh không biết khiêu đâu. Để... Nói em có thể tập cho anh đứng đoạn dạ, đi. Không, em... ít đứa về tập thì được, chứ bây giờ tập nhưng không giống ai như con sâu ấy, kỳ lắm. Không, tôi thử đoạn đi, dạ. Chút thử. Anh đồng ý không? Theo lời anh Linh đề nghị, anh đồng ý không? Không phải, cái dập với con sâu là không à. Thử đoạn thôi anh. Nào, thử đoạn đi. Không biết tập. Chạy nó, thử đứng lên, đoạn đi nào. Dễ lắm, xì lô gì đó. Đó, ôm tay sao? Dạ, đây là xì lô nè anh. Vài à? Đó, rồi. Đó, ôm eo chứ. Em. Đó, đấy, đó. Hả? Đó là cứ nhúng qua nhúng dạ, lại cái nhúng qua nhúng lại thôi dạ, à. Theo cái điệu nhạc bài gì đó. Hát một bài nào đó xì lô đi hả? À, anh hát tặng cho. Không biết hát luôn. Thôi vậy hả? Vậy anh không biết hát luôn hả? Chị hát tặng bài đi. Dạ em có bài thơ Sống của nhà thơ Xuân Quỳnh. Em xin đọc một vài câu trong bài thơ đó. Sống bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa khi nào ta yêu nhau. Những con sóng nhớ bờ, ngày đêm không ngủ được, lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức. Cảm ơn. Bây giờ anh thấy trong lòng mình nó sao không anh? Chị cũng thấy rung rinh hết rồi. Rung rinh? Anh quá duyên dáng. Bây giờ anh thấy rung rinh hết rồi. Bây giờ hai người bàn đi coi là ví dụ mình bấm nút hẹn hò tới nay mình sẽ tiến tới xa hơn thì mình ở thế nào đó đâu? Dạ anh ở quận 11 mà đường nào ạ? Đường nào Đông Quỳnh á? Dạ, ở gần Đầm Sen ạ. Ở kế Đầm Sen. Thôi mình cho cái cơ hội đi. Rồi lấy nhau thì biết là cái chuyện đó thì cứ để từ từ tính.
Yeah. Để hai bên cho nó nhão nhuyễn hết thì bắt đầu bước tới. Nhuyễn là cái gì anh? Đâu để thơ sâu vô tình yêu nó thâm đà nhiều đúng hơn rồi, để bắt đầu đó. Mình mới tính tới. Đúng rồi, hiểu tới. Nhau nhiều hơn ha. Bây giờ mà mới đầu như này mình nói là sao nói được? Thì từ đây này thì mình cứ làm bạn để dựa nhau về nút già ốm yếu thế thôi. Là con đi cha không bằng bà đấy ông. Đấy con bây giờ biết mình một người bệnh mà con nó nghĩ làm cũng không được. Thì chỉ có hai người già mà nuôi nhau mới được thôi. Rồi chị có mong điều gì ở chỗ anh không chị? Dạ em mong là anh sẽ trao cho em một tình yêu và một sự quan tâm hoàn hảo nhất. Rồi anh sẽ trao. Anh chào nhá. Cảm ơn anh. Mà anh ơi em cảm giác chút nó hơi lãng mạn đó. Cho nên là anh tập thời lãng mạn đi. Thì từ từ đi mình bỏ cái lãng mạn. Không, anh phải cập nhật thêm lãng mạn. Cùng lãng mạn. Giờ trẻ còn lãng mạn còn nhảy nhót. Chứ nói già mà nhảy nhót là té chết á. Dạ không. Nhưng mà thấy anh tặng hoa là em thấy anh lãng mạn rồi đó. Em thấy anh mà tặng hoa. Con gái nó mua. Nó mua. Là tôi chở đấy con mua hết cho bà hết. Ví dụ mà không phải gái mua mà nếu anh là người đi mua quà anh sẽ mua cái gì tặng cho Trúc? Thì cũng mua hoa mà không biết đâu hoa gì thôi. Cũng ra người ta bán gì thì mua cái đó. Đúng bây rồi. Giờ hẹn hò đầu tiên anh sẽ hẹn hò chị Trúc ở đâu nè? Bất cứ ở đâu cũng được, không có quan trọng. Sao anh không rủ đi Vũng Tàu hay đi biển hay đi Đà Lạt rồi cho vui? Thì cái chuyện đấy từ từ. Cái diễn viên từ từ chứ như gấp quá cũng không có được. Tôi thấy chương trình có hai vé phim thì tôi là cái đó là ngày đầu tiên mình sẽ gặp hai đi. À có vé phim hồi đó chương hồi đó trình có vé phim giờ hết rồi phim. Bây giờ có vé kịch Hồng Dân thôi. Còn không là em mời anh cái vé đi xem kịch, hai anh chị đi xem kịch kịch kinh dị đi đặng cho bà sợ cái bà hết hồn cái bà ôm anh. Chị Trúc chị thích gì vậy nói cho tôi được phải những người ôm thôi à. Đấy à. Anh đi coi kịch kinh dị cho em thế là em kêu mấy bạn hùn cái là Trúc hết hồn Trúc ôm anh. Thì mình ôm nãy cái gì đâu. Đấy. Thì Trúc thích gì này nói anh nghe đi. Dạ thích được anh che chở bảo bọc anh là bờ vai cho em nương tựa về sau. Rồi được cái đấy. Cái đó tốt, cái đó là anh dư sức. Bây giờ chắc hai anh chị để tay nút bấm đi. Đúng rồi. Rồi mình quyết định. Chị Vân lo mối này đi chị Vân. Lo bây giờ là em nhỏ em không dám. Thực sự là tới giờ phút này là không có gì phải lo nữa rồi. Bởi vì là anh chị đã tìm ra điểm chung rồi. Em đếm 3 tiếng rồi là hai người. Thứ hai tôi bấm rồi đó. Anh thậm chí tiếng đầu tiên anh bấm cũng được nữa. Một. Đấy thấy chưa. Hai. Rồi đó xong. Đó nắm tay liền. Đấy bây giờ anh không cần phải xin phép ai cả. Đúng rồi. Và bây giờ anh chỉ cần xin phép Trúc cho anh hôn. Nụ hôn đầu tiên trên má em. Xong. Giờ hôn ngay. Vâng ạ. Đấy. Đây là cặp đôi đầu tiên không cần phải xin phép ai cả. Không phải xin phép ai. Không ai lớn hơn họ để xin. Đấy. Trúc ơi, chị nghĩ là có qua có lại mới toại lòng nhau. Em hung anh cái đi. Vâng ạ. Đấy. Em xin anh. Đấy. Dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cái này chắc cú rồi. Chắc cú rồi, chắc cú đây. Phải như thế mới được, như đinh đóng cột. Anh. Chúc anh chị hạnh phúc nha. Đây để em đem bánh kem xuống cho. Bây giờ thì sao nè? Bây giờ ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Mình có chung thủy không? Có chung thủy. Dạ. Bây giờ tới tuổi này không chung thủy cũng không được luôn. Đúng rồi. Dạ. Mặc dù là không khéo léo nhưng mà Nguyên là làm chủ tịch công đoàn của bệnh viện mấy nhiệm kỳ liên tục. Sao? Tức là Nguyên đứng về bảo vệ quyền lợi cho người lao động, cũng được bằng khen của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố. Thứ nhất là ăn đủ, thứ hai là ăn sạch nên phải tự đi chợ, tự chọn và tự nấu thứ. Thế có hai người sau này mình cùng nấu dư để động viên nhau ăn. Rồi. Động viên nhau là... Mời nhà trai. À, xin mời ngồi ạ. Xin được mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào bạn gái ở bên kia, xin chào tất cả khán giả. Chương trình thì rất là chu đáo, do đó tôi cũng soạn cái chương trình của tôi một tí cho nó ngắn gọn cho nó. Dạ. Tôi xin đọc tất cả các cái thông tin của bên tôi trước. Dạ. Nhất tôi tên là Trần Văn Niềm,
giấy khai sinh thì là sinh năm 1954, nhưng mà thật sự là sinh năm 1955, tức là tuổi Mùi mạng Kim, quê quán Thái Bình. Tôi là giảng viên đại học của trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ở đường D2. Cái ưu điểm của tôi là tự lực cánh sinh từ bé, vì nhà chỉ có 4 anh em trai, tôi là thứ ba. Cái ưu điểm thứ hai là thích nghi với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Cái thứ ba là vui vẻ hòa đồng. Cái thứ tư là có lòng tôn trọng, tự trọng trong cái tình bạn cũng như trong tình yêu. Đặc điểm thứ năm là tôi yêu thích môn bóng bàn và cái dòng nhạc cụ dân tộc. Thế còn về nhược điểm, tôi bị hơi bị ít nói. Và trong các cái quan hệ cuộc sống thì nhiều khi nó lại là một cái tác động tiêu cực. Về hôn nhân của tôi, năm 30 tuổi tôi lấy vợ và 9 năm sống ở Hải Phòng ấy, thì các cái mâu thuẫn của hai vợ chồng hầu như là ít, nhưng mà tôi cũng không để ý đến nó. Nhưng khi vào Sài Gòn được 3 năm và sau khi xây được căn nhà thì hai vợ chồng cãi lộn và vợ tôi đã viết đơn ly dị 2 lần, nhưng tôi không ký. Vì lúc đó cháu trai lớn là 11 tuổi, cháu trai thứ hai là 7 tuổi. Thế sau đó thì các cái mâu thuẫn nó ngày càng nhiều và tôi cố sống nhẫn nhục, chịu đựng để cho gia đình êm ấm. Và đến lúc về hưu thì tôi không chịu được nữa, tôi viết đơn ly dị. Trước đó thì cô viết đơn ly dị tôi lúc khi ở Hải Phòng vào đây mới được 3 năm. Và giờ đây tôi muốn tìm một người bạn gái. Ngoài cái sự chung thủy ra thì trong cuộc sống phải có sự tôn trọng lẫn nhau, biết lắng nghe và biết chia sẻ, sống vì nhau để cho cuộc sống vui vẻ hơn cái giai đoạn này. Chú cho con xin, chú cho con xin văn bản luôn ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Đây là văn bản của chú, con sẽ giữ để con làm y chang vậy chú ha. Dạ. Trời, chú viết thành văn bản luôn á hả? Có văn bản luôn, tôi gửi cho nhà gái để nhà gái có thể thực hiện theo văn bản của chú. Dạ. Rồi. Dạ, chào chị. Đây văn bản của nhà trai gửi nhà gái ạ. Dạ. 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 Văn bản đó mình giữ nha. Dạ. Rồi nếu cuối cùng nếu được thì mình cùng ký vô văn bản giùm cái. Dạ. Có gì không đúng đem ra nói chuyện. Dạ, cháu chào chú ạ. Cô Ngọc Lan chị Sáu. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, chị Sáu. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Rồi tiếc quá con không biết hỏi sao. Hả? Thử coi. Anh bịt kín lỗ vào, ba lỗ này bịt kín, ba lỗ, sáu lỗ này là sáu ngón. Thấy lỗ nào cũng như lỗ đó. Nó chỉ khác nhau khoảng cách thì nó sẽ tạo ra âm. Ví dụ như bịt kín là đô, rê, mi, pha, son, la, si. Dạ. Từ từ mình sẽ tìm cách, mình thổi từng lỗ nó cũng kêu thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đến với phần giới thiệu của nhà gái nè. Dạ. Xin chào hai MC Kiều Linh và Ngọc Lan và chào bạn anh trai bên kia hàng rào. Chào toàn thể khán giả trong trường quay. Tôi tên đầy đủ là Phan Thị Thuận, sinh năm 1959, hiện nay đang ở tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây là tôi từng làm bệnh viện tại quận Tân Bình 33 năm và tôi cũng đang nghỉ hưu, hiện nay đang hưởng chế độ hưu trí của quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh luôn. Về hưu thì tôi là nội trợ, hiện nay không có làm hưởng chế độ hưu và có những cái việc phụ khác thôi. Cô hơi run, cô run lắm, cô nói chuyện giọng rất là run. Có Ngọc Lan ở đây rồi, cô đừng run nha. Nè, gia đình mình có mấy cái người con rồi? Tôi lập gia đình từ năm 86, nhưng mà thật sự hai vợ chồng không có hợp nhau, cho nên cái sự gần gũi không có nhiều, cho nên là bản thân tôi cũng chưa có con. Không có luôn. Dạ. Nhưng mà cô và chú ly hôn với nhau khi nào ạ? Ly hôn năm 2003. Chắc là thôi, chuyện cũ mình cũng bỏ qua. Dạ. Ha. Nó cũng trở thành những cái ký ức rồi, mà mình nay cũng lớn tuổi rồi. Mình chắc mình cần một cái người bạn tri kỷ hả? Dạ. Một người bạn tri kỷ như thế nào ạ? Dạ, cái thứ nhất thì bản thân tôi thì là người sống rất trung thủy, giàu tình cảm và biết chan hòa, biết chia sẻ. Cũng mong muốn là tìm được người bạn trai ở đây là cũng là trung thủy là cái đầu tiên. Vì ông chồng trước tôi cũng không trung thủy, nên là trừ với đó cho nên hai vợ chồng bị... tan vỡ. Thứ hai là biết chia sẻ, thấu hiểu, không gia trưởng, không thuốc lá, không rượu bia. Mình có thuốc lá rượu bia gì không? Không, có thuốc lá nhưng bỏ mười mấy 20 năm này. Giờ hút cũng không tốt đâu. Vâng, không tốt thế nào. Rồi mình có gia trưởng không? Không gia trưởng. Dạ. Không rượu bia, không thuốc lá, không gì hết. Mình có chung thủy không? Có chung thủy. Dạ. Bây giờ tới tuổi này không chung thủy cũng không được luôn. Đúng rồi. Dạ. Tuổi này thì mình muốn tìm một người tri kỷ. Dạ.
tâm sự với nhau, nương tựa vào nhau lúc trái gió trở trời. Thật ra tuổi này nói chuyện yêu đương thì nó hơi quá, nhưng mà thật ra là mình cần một cái tình, đúng không nhà gái? Dạ. Mình cần một cái tình, cái nghĩa để cùng gọi là nắm tay nhau, cùng nhà nhau về chăm sóc tuổi già lẫn nhau. Nhà gái coi thử coi có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm nhà trai. Nhà trai cẩn thận lắm, là làm nguyên cái văn bản luôn ạ. Nói chung thì cơ bản thì cũng đáp ứng được trên 50%. À, trên 50% hả? Nhưng mà nhà trai muốn hỏi nhà gái có ưu điểm, khuyết điểm gì không ạ? Ưu điểm thì là người sống tình cảm, nhanh nhẹn, hoạt bát, xử lý mọi tình huống trong gia đình. Thì là nói chung là người đùm bọc, chia sẻ với tất cả các chị em trong gia đình. Cái khuyết điểm thì nói chung là cũng hơi nóng tính và cũng không được khéo léo lắm trong vấn đề cư xử, nói lời ăn tiếng nói đó, cái cách nói của mình đó, dạ, không được khéo léo lắm thôi. Dạ. Thật ra thì cũng rất là hay, tại vì con rất là ít nghe một người mà tự nhận xét về bản thân mình là không khéo léo lắm trong lời ăn tiếng nói. Dạ. Nhưng mà cô lại tự nhận xét về mình như vậy là chứng tỏ là cô rất là hay đó, hơi khéo đó. Mình biết nhận ra cái lỗi của mình là người không bao giờ để xảy ra lỗi đó. Đúng rồi. Mặc dù là không khéo léo nhưng mà Nguyên là làm chủ tịch công đoàn của bệnh viện mấy nhiệm kỳ liên tục. Sao tức mà? Là Nguyên đứng về bảo vệ quyền lợi cho người lao động, đúng được bằng khen của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố, bằng khen của và mấy năm liền chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Hay quá. Vậy là quá khéo léo luôn. Dạ. Rồi đó. Khéo léo lắm luôn á. Hôm nay nhà gái mình đi với ai ạ? Dạ, đi có đứa em gái với đứa cháu gái ngồi đây ạ. Dạ. À trời. Rồi mời đại diện nhà gái ơi. Trước tiên cho con xin chào chú Huyền Linh với chị Ngọc Lan. Chào chú với chào tất cả khán giả trường quay. Con thấy chú ở đây cũng khá ok á. Hợp với cô lắm luôn á. Cô con thì rất là dễ thương, rất là nhanh nhẹn. Chỉ có một cái là cô hơi nóng tính chút xíu thôi. Có gì về chú thuyết phục cho cô chút xíu. Nhưng mà cô rất là dễ thương. Dễ thương đúng không? Dạ. Cháu cũng dám nói gì nhiều không? Cháu chỉ nói như đó thôi. Rồi thôi mình mở rào. Dạ. Đi. Dạ mở rào. Xa nhà gái này đặc biệt lắm, mở rào. Mời chú ạ. Anh thân em Bồ Hoa. Dạ. Được thể hiện tình yêu. Dạ, em chào con chúc quà ạ. Em cũng có rút quà tặng anh. Ở đây là một cái chai dầu nóng gia truyền để bảo vệ sức khỏe xương khớp. Dạ, có tuổi. Dạ. Bây giờ trước khi mình giao lưu kết nối đó, mình làm tiết mục văn nghệ lấy cái gọi là niềm vui ban đầu. Dạ. Cái này không thổi được hả? Không thổi được. Cái này tôi quen rồi. Cái này tung đua, cái này tung rê. Cái tặng là không thổi được. Không phải. Nó chơi rồi chứ. Hồi hộp lắm nhưng mà hỏi cố gắng. Đúng rồi, tiết mục văn nghệ của nhà trai bắt đầu. Tôi xin thổi một đoạn bài Lý Hoài Nam của tác giả Nguyễn Văn Thương, như là do bác Đinh Thìn và cái phổ nhạc. Dạ. Vâng. Hụt hơi. Nói chung là dậy từ 4 giờ sáng nên bây giờ nó nhịp tim nó thay đổi liên tục, thành ra hơi nó cũng thay đổi. Và nhịp tim thay đổi đúng không? Anh cười lên. Sao đó chú? Dạ. Thôi giờ mình hát tặng nhà gái được không? Rồi, tôi cố gắng hát một đoạn. Ủa, có luôn văn bản. Có luôn. Có văn bản. Khi em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em, mây răng răng bay, chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Ôi, cảm ơn chương trình. Cô có thể không cất lên được. Cô có thể đứng lên đáp một bài nào đó với chú. Thật lòng mà nói, bản thân tôi thì rất là yêu văn nghệ, yêu thể thao, nhưng mà lại không có năng khiếu về hát. Cho nên là xin khách được không ạ? Vậy mình về chờ ngồi mình giao lưu một tí ha. Dạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu trao đổi tâm sự nha. Không gian này là của cô chú đó. Xin lỗi, em nhìn anh thế nào?
Dạ, thấy anh cũng chững chạc mà cũng rất là ok. Biết nói sao. Nhìn em anh cũng thấy cảm tình và cũng ok luôn. À. Ừ. Cũng muốn được là cái điểm là người bạn và người tri kỷ về tuổi già cho nhau trên thuốc trên thanh cháo là lúc hủ hỉ tâm sự với nhau rồi lúc đi chơi du lịch đó đây thì tôi cũng thích đi du lịch. Thế anh có thích du lịch không anh? Có thích du lịch. À. Cố nhân người ta có nói câu là về lúc già đấy đừng nên sống lủi thủi một mình, yeah. Nên có một người vợ tri kỷ, yeah. Sống để cho cuộc đời nó vui vẻ hơn. Vâng. Anh muốn chúng ta sau này ta sẽ hỗ trợ nhau cho trong cuộc sống cái nửa còn lại của tình yêu này. Anh có gia trưởng anh hả? Anh không gia trưởng. Tôi sợ gia trưởng lắm. Thật, mình là tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau trao đổi cái gì chưa hiểu thì hoặc là ai đúng ai sai thì mình phân tích cho nhau hiểu. Nếu mà biết lắng nghe nhau, biết chia sẻ thì cái sự gia trưởng nó cũng hết. Yeah. Hiện nay là anh đang sống Bình Thạnh cũng một mình ạ. Anh một mình, yeah. Một mình đi chợ, một mình nấu cơm đủ thứ. Thật sự mà nói anh có siêng nấu ăn chưa, tôi làm miếng nấu lắm. Nấu thì nấu được, nhưng mà nấu một lần ăn cả ngày. Mình phải đặt vấn đề là sức khỏe của mình sức là khỏe, chính, yeah. Sức khỏe mình chính, yeah. Và phải ăn, thứ nhất là ăn đủ, thứ hai là ăn sạch. Nên phải tự đi chợ, tự, yeah. Chọn, tự nấu thứ, yeah. Thế có hai người sau này mình cùng nấu chứ, để động viên nhau ăn. Rồi. Động viên nhau là hôm qua đây là cũng là cái duyên. Anh em mình gặp nhau, trao đổi như thế vậy thì có dịp để mình tâm sự cũng như tìm hiểu kỹ hơn nhau. Mục đích của em là muốn là có một người bạn thật sự là tri kỷ, vui buồn chia sẻ. Trong cuộc sống thì lo tri kỷ, lo cho nhau về cái tuổi già, viên thuốc, viên men hay là chén cơm, chén cháo khi bệnh, khi đau. Và ngoài ra thì kinh tế của thì mình không hề khó khăn. Nói đúng ra là không hề khó khăn, quá đủ và có thể đi du lịch. Đó đây, không ngại. Bên nhà gái thấy nhà trai vậy hợp lý không? Nói chung là cơ bản là cũng hợp, dạ. Yeah. Cũng hợp ha? Dạ, trên 70%. Thôi 70% giờ chú thấy nhà gái sao? Chú cảm nhận được là 90%. 90%. Thôi bây giờ mình liên tới mình nắm tay mình nói một câu gì đó. Nếu mà hợp nhau mình gì đó. Muốn nắm tay em. Anh cũng rất hy vọng vào chương trình hôm nay, yeah. Bởi vì đây là số trời để cho duyên chúng ta gặp nhau. Dạ, yeah. Sau chương trình thì anh cho số điện thoại đôi bên để hai bên có thể liên lạc. Tôi muốn tí nữa thuê xe ấy xong chở cô về luôn. Thật lòng mà nói đi các cháu với đứa em là cũng thuê taxi đi từ sáng giờ. Cũng từ Tân Phú chốc nó cũng phải đi cùng chị em với nhau về. Với hai nó về có việc. Vậy hẹn ngày mai đi. Ngày mai cái nhớ mình hỗ trợ cho chú nha. Hỗ trợ chú với cô. Ngày mai đó mình hẹn ở đâu đó. Rồi chú tự đi tới. Rồi cái mình qua thăm nhà gái trước đi. Gặp nhà gái xong cái mình bàn. Xong cái mời nhà gái về nhà trai luôn. Rồi cái mình làm buổi tiệc luôn. Được không chú? Được. Được ha? Ok. Vậy là ok ha? Ok. Dạ. Chúc cho cặp tri kỷ hôm nay sẽ mãi mãi bên nhau. Chăm sóc cho đến gọi là trọn cuộc đời vậy luôn. Chú thấy sao? Cảm ơn chương trình. Được hả chú ha? Nhất trí. Bây giờ mình có làm thủ tục bấm nút không nha? Mình vẫn phải làm đúng thủ tục. Và hôm nay là con với lại nhờ chú Quyền Linh sẽ thay cô chú để bấm nút. Xin hỏi chú là chú có đồng ý không ạ? Đồng ý. Cô có đồng ý không ạ? Dạ đồng ý ạ. Bấm. Thật ra rất là xúc động trước cái tình của cô chú. Hy vọng rằng cái tình cảm này nó sẽ gắn chặt với nhau để chúng ta cũng có một người bạn tri kỷ với nhau suốt cái cuộc đời nha cô chú ha. Cảm ơn chương trình. Yeah. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho cô chú. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Con rất là xúc động khi mà ngày hôm nay cô chú đã rất là mạnh dạn đến đây để mà tìm cho mình một người bạn đời, một người bạn tri kỷ để lấp những cái khoảng trống, những cái mất mát của mình trước đây. Con xúc động là bởi vì mẹ con cũng cỡ tuổi chú. Mẹ con sinh năm 1956. Ba con mất từ lúc mà mẹ con chỉ có 30 tuổi thôi. Mẹ con sống tới bây giờ mẹ cũng không đi bước nữa. Và một phần cũng là do con. Con không đồng ý chuyện đó cho nên là con thấy rất là tiếc khi mà con không để cho mẹ
có một người để có thể đồng hành với mẹ. Bởi vì bây giờ thì cái gì mẹ cũng chỉ làm một mình thôi. Mẹ không có người nào, con cái thì mỗi người sống riêng hết rồi. Sau câu chuyện ngày hôm nay thì hôm nào đó mẹ Ngọc Lan cứ lên ngồi đây nha. Rồi Quy Linh sẽ kiếm một người ngồi bên cạnh thôi. Không lo gì cả. Vấn đề chúng ta đã nhận ra điều đó. Người lớn tuổi thực ra họ cần một người tri kỷ lắm. Trái gió trời trời, con cái đâu có nằm bên cạnh họ đâu. Thật ra đây là những giây phút rất cần một người bên cạnh. Thôi, chúc cô chú sẽ có những ngày thật là tuyệt vời bên nhau nha. Vâng, xin cảm ơn. Dạ. Chúc mừng cô chú. Chúng ta vừa đến với một câu chuyện tôi cho là rất là nhân văn. Trong cuộc sống này, đến tuổi này thì chúng ta cần rất rất cần một người bên cạnh để chia sẻ những ngọt bùi, chia sẻ những cái câu chuyện trong cuộc sống. Rất là đau lòng khi mà buồn vui gì mẹ cũng chỉ tâm sự với bàn thờ của ba thôi. Đừng, mình cũng vậy, cũng đi kiếm người, đừng để lúc tới với tuổi này rồi đi kìm nha. Đừng để đến tuổi này đi tìm là mệt lắm nha Lan. Hãy tìm cho một người đồng hành. Bây giờ thì chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai. Trời sinh một cặp rồi chết rồi. Thấy chưa? Dễ thương. Trời đất ơi, con nhà ai mà dễ thương dữ. Mình thích điều gì nhất trên gương mặt của cô ấy? Và yêu điều gì nhất ở cô gái đối diện của mình? Nói đi. Thích hết luôn rồi sao? Thích hết luôn rồi sao? Nhìn mới nói. Thích hết. Anh thấy là nói chung là ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Nên nói chung là anh nhìn thấy mắt em là anh thích liền rồi. Dạ anh biết tại sao mắt em đẹp không? Tại đen mắt em đang có hình bóng của anh. Tại đen mắt em đang có hình bóng của anh. Trời ơi, thôi chết rồi. Wow, dễ thương quá. Bạn giới thiệu về mình đi. Dạ em xin chào cô chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và tất cả các vị khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay. Em tên là Phạm Ánh Xuân, hiện tại em 20 tuổi. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trẻ quá thì trẻ luôn, 20 à. Tuổi hả? Cưng làm gì? Dạ, em làm bên lĩnh vực kinh doanh thời trang thiết kế. Mời em trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Và chào bạn nữ bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Nguyễn Thanh Long, hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 8. Quê của em là ở An Giang, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh cửa hàng điện nước. Bây giờ cái ưu điểm của bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là em khá tự tin nè, sôi nổi nè, năng động nữa. Rồi còn có khuyết điểm không? Dạ cũng có khuyết điểm là em hơi kén ăn, ăn hơi ít một chút. Vậy ha, trời ơi, phải chi mà cho tôi cái khuyết điểm đó. Em có biết cái gì ngoài cái thiết kế thời trang không? Chẳng hạn như em cũng biết vẽ nè, biết vẽ chân dung nè, biết vẽ thiết kế, cũng biết theo chút. Rồi rất là thích thơ ca. Đàn thì em có biết đàn guitar nhưng mà đàn chút. Ừ, cái gì cũng biết chút đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, chút. Em trai, ưu khuyết điểm của em là gì? Biết hát, nhiệt tình với lại là siêng năng chịu khó. Chà, ưu điểm nó được ghê ha. Khuyết điểm là dễ tin người. Em mở cửa hàng điện nước đó thì hay có mấy cái bạn mà lại chào hàng đó hay bị lừa mấy gì đó. Bị lừa. Vậy đó hả? Nhưng mà thường là bạn nữ đến chào hàng hay là bạn nam chào hàng cưng? Dạ bạn nam ạ. Vậy mà cũng bị lừa nó hả? Không phải, vậy là coi là giới tính. Dạ không, tin tin người thôi. Em có mấy mối tình rồi? Trước thì có 2 mối tình. Một mối tình là quen nhau uống cà phê xong rồi không biết sao chia tay nữa. Trời đất ơi. Vậy cũng gọi là mối tình hả? Dạ. Tình thứ hai thì mới cách đây khoảng 2 năm quen nhau xong rồi bạn đó rủ nhau đi cà phê. Nhưng mà cà phê là phải chỗ nào đó mà nhìn được máy bay á. Có nghĩa là sân thượng á, mình nhìn lên mình thấy máy bay á thì bạn đó mới chịu chịu đi. Cứ đi chỗ khác là không chịu, cho nên em cũng cho bay luôn. Trời ơi. Tức là nếu mà ngắm máy bay là thường phải lên những cái tầng sân thượng đúng rất rồi. Là đắt đỏ đúng không? Một dạ, đúng ly rồi. Cà phê bằng mười mấy 20 ly cà phê dưới đất. Dạ đúng rồi. Khổ tâm đúng không nè? Khổ quá. Còn sao, còn bạn nữ thì sao? Dạ chưa trải qua mối tình nào hết ạ. Lý do? Lý do là họ em với mẹ em á có một cái sở thích đó là khoái coi tin tức thời sự. Nên là cảm thấy là hơi sợ hãi nên muốn cũng tin tưởng với chương trình nên mới đăng ký tham gia. Trời ơi đáng yêu quá vậy. Có nghĩa là vậy nè, tự không tự tin mình tự đi tìm tình yêu cho con mà hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào chương trình. Bạn muốn hẹn hò. Đó, trời ơi hay quá, cảm ơn bạn. Nói nghe nè, bên đàn trai
đừng có làm cho tụi tôi bị ảnh hưởng nghe chưa. Người ta tin tưởng lắm, người ta lên đây để người ta tìm kiếm nghe chưa. Cho nên nếu mà lỡ mà có mà đến được với nhau thì phải hết sức là nghiêm túc và hết sức là chung thủy nghe chưa. Dạ em rất là nghiêm túc. Nói nghe nè, đẹp trai lắm thiệt luôn á. Trời, đàn trai ngon lành à. Bên đây đẹp gái cũng thích. Dạ. Ra đây nè, ra đây thiệt, nói thiệt. Có đàn gái đúng không? Thiệt, ra đây. Trời, trời sinh một cặp rồi, dạ. Chết rồi, thấy chưa? Dễ thương. Trời đất ơi, con nhà ai mà dễ thương dữ vậy trời. Trời ơi, hai cháu vàng 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 chạch vậy đó. Con nhà ai mà xinh đẹp dữ vậy trời. Đó. Con người bên đây á, nói chung là hôm nay là tiên đồng ngọc nữ, tiên đồng ngọc nữ luôn, khẳng định luôn. À, con còn rất trẻ, mới 20 tuổi à. Con có định khi nào con kết hôn không? Dạ, cũng không có quyết định khi nào mình kết hôn, nhưng mà cảm thấy hợp là mình cứ tiến tới thôi ạ. À, dạ. Dạ. Biết đâu tụi con cưới sớm thì sao ha. Dạ. Nhưng mà phải suy nghĩ là đâu có nhất thiết là phải trước, đâu không phải tính toán là... trước ừ. Một tương lai kế hoạch thì mới cưới, chứ không phải là đùng cái cưới là không có được. Đúng rồi. Không? Nói nghe nè, hình mẫu lý tưởng của con là ai? Ngày xưa cô là đeo nốt á, trong cái trên từng cái số á. Cái phim đó lúc đó là chiếu lúc con chưa đẻ. Dạ con người đàn ông mà con thì con rất là thích Trấn Thành. Xuống hai cái nó xa quá vậy. Xa quá xa. Tức là bây giờ con thích một cái mẫu người bạn trai của con giống Trấn Thành. Dạ, để đúng coi rồi. Coi có miếng gì không? Này Trấn Nước, Trấn Nước. Đẹp hơn Trấn Thành. Dạ. Cái điều mà con không thể chấp nhận được ở cái người bạn trai của con là cái gì? Có tính vũ phu, hơi là gia trưởng một chút và cũng keo kiệt quá. Đàn ông nào mà có ba cái tính đó chắc chết quá. Hỏi coi bên bển có không? Con sao con? Dạ không ạ, con... Có vũ phu không? Dạ không. Có keo kiệt không? Dạ cái đó là rất thoải mái, không có keo kiệt. À, thoải mái phải không? Dạ. Có gia trưởng không? Dạ không, gia trưởng là con không có. Rồi yên tâm ha. Thích một người phụ nữ là vợ của mình đó, tương lai của mình như thế nào? Dạ thì chắc là đẹp là thích thôi, nhưng mà đẹp giống ai? Đẹp giống ai? Đẹp giống ai? Ninh Dư Lan Ngọc à. Xinh giống luôn. Ý, sao vậy? Sao vậy? Mọi người có thấy không? Mọi người có thấy ngộ ngộ không? Trời ơi, vỗ tay đi, vỗ tay đi. Sao kỳ vậy? Giống luôn. Dạ. Nhưng mà xinh hơn, trẻ hơn nữa. Dạ, vậy là quá tốt ạ. Quá tốt luôn trời. Cưng hình dung cái người bạn nữ của mình ở bên đây làm sao nè? Bà cao, mà rung quá sao? Cao nhiêu nè? Da trắng không? Mắt bự không? Dạ, chắc cao tầm hơn 1m55 quá. Chắc cũng đẹp đó. Chứ bây giờ là... chú Quyền Linh với cô Dân nói chưa có chắc đâu nha. Dạ, tại vì con tin tưởng mà. Nghe rồi con thấy cũng được rồi đó. Cũng được. Sợ cái tính ghen của đàn bà không? Ghen thì chắc chắn ai cũng ghen, thậm chí bản thân con cũng ghen mà. Cho nên là bạn nó ghen nhưng mà mức độ thôi. Ví dụ như cái gì hợp lý thì ghen, còn cái gì mà không quá đáng thì đừng có ghen. Con có ghen dữ không con? Dạ con cũng ít ghen lắm, mà cũng chưa trải qua tình yêu bao giờ nên cũng không biết là mình ghen tới mức độ nào. Đúng rồi. Bữa nay là con vô mánh nha. Dạ, cô dạ. Nói nghiêm túc luôn, bữa nay là con vô mánh. Dạ. Bây giờ hỏi kiến người thân. Con đi với ai con? Dạ đi với mẹ. Rồi chào nhà gái. Chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Và chào tất cả các khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ của cháu Xuân. Tôi thấy em trai bên này cũng dễ thương. Thấy thì cũng hiền. Nhưng mà cô thấy thì hai con cứ cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu hơn. Tại vì mình cũng còn trẻ nên thời gian mình cũng còn dài. Cứ tìm hiểu. Rồi. 24 tuổi mà có được một tiệm riêng biệt về gọi là nước, điện nước ha. Là thấy là có ý chí và có tí. Nền tảng rồi đó, đúng không Linh? Hồi đó Hồng Vân 24 tuổi chưa biết gì luôn á, không có lo làm ăn gì, đi chơi. Đi chơi mới gặp ông đó. Nói chung là mình cũng không biết là mình phải cho con mình quen ở ngoài đó. Nhiều khi mình nói chung hai mẹ con ở trong nhà suốt, cho nên không có tự tin ra ngoài cho bé kiếm bạn. Cho nên rất tin tưởng và rất thích cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, nên quyết định đăng ký. Và mọi hy vọng cũng như niềm tin là trao hết cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Áp lực quá. Có vẻ cũng hợp với Xuân. Tự Xuân thì ở nhà rất là hiền. Nói chung là cũng ít nói. Khuyết điểm cũng có nhiều lắm mà. Đặc biệt là không thích vào bếp. Chỉ vào nấu những cái món mà Xuân thích thôi.
chứ nấu cho gia đình ăn thì chắc không làm. Còn trẻ quá mà từ từ rồi cũng sẽ nấu thôi. Đúng rồi, cái tuổi 20 này là cái tuổi còn rất là nhỏ. Cho nên là thôi mẹ không có khắt khe với em chuyện đó. Cậu con trai này á cũng phải nói là rất là vượt khó. Một mình lên Sài Gòn lập nghiệp đúng không? Dạ đúng ạ. Lập nghiệp bao nhiêu năm rồi? Từ năm 18 tuổi thì lên Sài Gòn thì nói chung là làm nhiều nghề lắm. Mình tự làm xong rồi học nghề xong rồi bây giờ là mở ra một cái tiệm riêng để mình làm. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Rất là bản lĩnh luôn. Rất để là có bản thể lĩnh. Đủ để có bản lĩnh để che chở cho cô gái 20 tuổi. Linh nghĩ là như vậy. Đúng rồi. Thế còn hôm nay em đi với ai? Con đi với ba mẹ với cậu với bạn ạ. Thôi cũng có gia đình luôn. Có ba mẹ đi luôn. Ba mẹ chào cô chú luôn. Trời ơi, chào ba mẹ của đàn trai ạ. Dạ, tôi mẹ của thằng Long. Cô thấy cái bạn này như thế cũng được. Do hai đứa đi chứ thôi. Giờ thấy đây cũng được mà không biết sao. Chú thấy sao chú? Nói chung thì con chịu đâu rồi chú chịu đó. Thì nói như chị bên kia thì thấy cháu bên đây cũng được thì tôi cũng chấp nhận, hai đứa nó hiểu ý đi rồi cứ luôn. Trời ơi, đó hôm nay là hai gia đình gặp nhau rồi, nó yên tâm rồi. Cũng rất là ngại ha, đàn gái ha. Cảm ơn hai đàn trai đàn gái nha. Kéo nào. Long ơi, Long quay mặt qua đây nào. Không gian này là của hai đứa đó. Xin chào. Đó, Ninh Dương Lan Ngọc của Long đó. Có thấy nét giống hay không nè? Hôm nay anh cảm ơn quà ông tặng. Em cũng cảm ơn quà tặng anh ạ. Em cảm ơn ạ. Hai đứa đứng sát sát với nhau ơi. Hai đứa đứng sát nhau cho hai bên đàn trai đàn gái nhìn mặt coi. Trời nhìn ơi. Thấy hai đứa nó hợp không vậy ta? Trời ơi, nó xứng đôi dễ sợ luôn á. Thiệt tiên đồng ngọc nữ. Rồi. Nè, Long có thấy giống có cái nét của Ninh Dương Lan Ngọc không? Dạ có. Có đúng không? Dạ. Cái này mà make up đúng cái người stylist của Ninh Dương Lan Ngọc là đúng luôn cái khuôn mặt đó luôn á. Con ở hiền gặp lành đó Long. Dạ. Cầu được ước thấy. Dạ. Cái tính em cũng giống Ninh Dương Lan Ngọc lắm. Em cũng rất là thích chị Ninh Dương Lan Ngọc nữa. À, anh thì rất thích. Còn con có thấy anh giống Trấn Thành không? Thấy đẹp trai hơn đúng dạ, không? Chắc đẹp trai hơn Trấn Thành ạ. Thấy chưa? Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ thì sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì em cũng không thất vọng lắm. Em cảm thấy anh rất là ok, 24 tuổi mà lập nghiệp là rất là chắc là giỏi giang. Anh cảm nhận thấy em như thế nào ạ? Anh thấy em xinh đấy, dễ thương. Dạ. Chắc là đúng như những gì mà anh muốn rồi đó. Thì chương trình chọn đúng người. Vậy thì hồi nữa hai anh em mình có nhau một cơ hội để lấy nữa hai anh em mình đi ăn tối gì có thể tìm hiểu nhau hơn nhé. Đúng rồi. Anh thì chắc chắn rồi, anh thì gặp em là anh muốn bấm nút liền rồi. Thì chỉ cần em bấm nút đưa thôi là được. Bình tĩnh đi mấy đứa. Dạ, em cũng có bốn con thơ về quan điểm tình yêu của em. Đó là thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặng mà em vẫn giữ tấm lòng son. Em rất là muốn một tình yêu chung thủy, chia sẻ cũng như là quan tâm đến nhau. Anh thì chắc chắn là sẽ chung thủy rồi, cho nên là em không cần phải lo về cái chuyện chung thủy. Quan niệm tình yêu của anh là? Quan niệm tình yêu của anh thì chung thủy, không lừa dối. Đúng rồi, mình nên thật lòng với nhau ngay từ những đầu tiên. Đúng rồi. Thì hôm nay thì tới chương trình thì anh cũng có một bài hát muốn tặng cho em. Dạ. Đứng lên, đứng dạ. Đứng con cho có cục hơi đúng không? Nhìn ngồi nhau mà hát à? Hai đứa nhìn nhau mà hát. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh nhé em. Trời ơi, vậy bây giờ em hát tặng anh đi. Em không biết hát được. Chưa gì mà nắm tay như lúc làm như gần nãy giờ chưa cho luôn, chưa nắm chặt luôn vậy đó. Chắc này chắc tôi với Hồng Vân bấm nút nữa quá. Bây giờ mình thích điều gì nhất trên gương mặt của cô ấy và yêu điều gì nhất ở cô gái đối diện của mình?
Nói thích, đi. Thích hết luôn rồi sao? Nhìn, thích hết luôn rồi sao? Nhìn bên đó thích hết. Anh thấy là nói chung là ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Nên nói chung là anh nhìn thấy mắt em là anh thích liền rồi. Vậy anh biết tại sao mắt em đẹp không? Tại đen mắt em đang có hình bóng của anh. Tại đen mắt em đang có hình bóng của anh. Trời ơi, thôi chết rồi. Tiếp tục cho ngồi ngồi vô ngồi luôn. Rồi nói nghe nè, bây giờ có bạn gái xinh vậy á, có ghen không? Dạ, phải giữ chứ, phải ghen ạ. À. Phải ghen, rồi bây giờ bạn trai đẹp trai giỏi giang vậy rồi có ghen không? Dạ chắc cũng có. Nhưng mà em tin anh đi, có gì đâu ghen. Tin dạ. Anh là được à? Dạ chắc là đặt niềm tin vào anh ấy. Đặt niềm tin hoàn toàn vào anh ấy đúng không? Thích trai gái gì rồi nói nhau nghe đi. Thích mấy đứa con? Em nghĩ là hai đứa là đủ, em nghĩ hai đứa là đủ. Đúng rồi, anh cũng nghĩ vậy. Giờ nói cái gì đúng mờ hết trơn. Nó nghe nè, ví dụ như lấy thì một năm nữa là tính lấy đúng không? Tính làm đám cưới. Đã chuẩn bị có nhà chưa? Có xe chưa? Dạ chưa, chắc sắp tới sẽ cố gắng mua nhà. Rồi giờ con sao? Ví dụ giờ hai đứa có chịu ở nhà thuê không? Dạ thì nếu mà anh ấy muốn ở riêng thì mình có thể ở nhà thuê. Còn mẹ có sẵn một ngôi nhà, nếu mà anh ấy muốn ở nhà của mẹ hay là muốn tách riêng cũng một ok hết. Ở rể đó con. Về là ở chỉ có hai mẹ con thôi đúng không? Dạ, mình nhà có hai mẹ con đó thôi. Thì con có thấy là nếu mà mình làm một bờ vai vững chắc cho mẹ và em thì con có đồng ý không? Hay là con chỉ muốn ở riêng thôi? Dạ. Nghĩa là làm rể đó, gì ở rể con chịu. Dạ, dạ được, nhưng mà ở rể ở đây thì được. Tại vì con làm việc mọi thứ đều ở Sài Gòn này hết, cho nên là ví dụ như về quê thì chắc ở rể là không được. Bây giờ hứa với mẹ tương lai đó, nếu mà tụi con yêu thương nhau tụi con sẽ chăm sóc như thế nào, hứa với mẹ đi. Dạ con chào bác. Nếu mà tụi con quen nhau mà tiến đến hôn nhân thì con hứa là con sẽ chăm sóc em một cách tốt nhất, yêu thương và chung thủy. Dạ. Con gái nói gì với gia đình đàn đúng trai rồi đi. Con dạ con chào hai bác ạ. Con cảm ơn hai bác đã sinh ra một anh chàng rất là tuyệt vời như thế này ạ. Nếu mà có duyên để làm con dâu hai bác á, thì con cũng sẽ rất là cố gắng yêu thương cũng như là coi hai bác giống như là ba mẹ ruột của con ạ. Hay quá. Bây giờ Vân để tay vô nút bấm Vân. Bây giờ để 1, 2, 3 hai đứa hôn nhau nha. Là bên đây hai người bấm nút luôn nha. Dạ. Chuẩn bị 3, 2, 1, bấm. Trời ơi, thật sự mà nói thì Quỳnh Linh không nghĩ hai đứa lại có cảm xúc nhanh đến như thế. Hình như đây là một trong tiếng sét, gọi là tiếng sét ái tình ha. Thần tình yêu đã xuất hiện rồi. Gần như là hai đứa đã gặp nhau từ lúc nào rồi đó. Nhìn ánh mắt hai đứa chúng ta thấy được cái tình yêu trọn vẹn nó nằm trong đó. Và hy vọng chúng ta hãy nuôi dưỡng cái tình yêu ấy, nuôi dưỡng cái yêu thương ấy, để cho nó đông đầy cái cảm xúc, đông đầy cái sự yêu thương, và chúng ta sẽ tiến hành đến cái chuyện hôn nhân nhá. Đúng hôm rồi. Nay có hai bên gia đình rồi, chúng ta chứng kiến tất cả mọi thứ, thì mong rằng hai gia đình sẽ cùng nhau hỗ trợ để tình yêu của mấy đứa nhỏ nó đẹp, thiệt là đẹp nha. Rồi hai đứa bạn trời nắm tay không hề nó không rời mà nó bóp cái tay mà nó không bầm, rời luôn đó, bầm tay nhỏ luôn á. Coi chừng là nó đông máu luôn đó con. Chúc hai đứa sớm tìm hạnh phúc của mình nha. Rồi chúc mừng. Rồi chúc mừng tụi con. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có niềm vui đầu tiên thưa quý vị, một cặp đôi rất là đẹp, và cầu chúc hạnh phúc, bình an và thành công sẽ đến với những đôi trẻ như thế.